còn lại 4 cái sáng đèn, 4 đáp án và có 2 đáp án đúng. Một người chọn đúng mình có 2 triệu đồng. Mời đáp án. Bóng ném. Karate. Trượt ván đều là những môn thể thao hết. Mời các em xem câu hỏi nào. Những môn thể thao mới sẽ có mặt ở Olympic Tokyo 2020. Bắt đầu. Quay rồi, quay rồi. Thôi. Nguyễn Anh với Gián Trượt. Trượt ván nè. Với lại các bạn nếu không chắc thì các bạn có thể chia ra đứng ở 4 vị trí luôn. Còn thời gian có muốn thay đổi gì không? Suy nghĩ kỹ nha. Suy nghĩ kỹ. Olympic 2020. Những môn thể thao mới sẽ có mặt tại Olympic 2020. Ở đây các chàng trai có hay xem thể thao không? Hai em? Dạ, em rất thích là boxing. Ồ. Em hay theo dõi. Nhưng mà em theo dõi boxing là trong các kỳ Thế vận hội hay là trong các giải đấu bình thường? Dạ, tất cả các giải đấu ạ. Và em nghĩ rằng là boxing là có trong các kỳ Thế vận hội không? Dạ có, chắc chắn ạ. Nếu như vậy thì cái câu này em có nghĩ là em chọn sai không? Tại vì câu hỏi là các môn thể thao mới xuất hiện. Mới xuất hiện à? Đúng không? Wow. Tức là những cái kỳ Thế vận hội trước nó chưa có, đến cái kỳ này năm 2020 ở Nhật Bản thì mới xuất hiện những môn này. Sau khi nghe anh đọc lại câu hỏi và câu trả lời của người bạn của em thì em bắt đầu lo tiếp. Một lần nữa nó đã quay trở lại. Bởi vậy em mới nói là chúng ta cần phải đọc kỹ câu hỏi trước khi chọn câu trả lời. Hồng Loan. Dạ. Sao em chọn đáp án này? Dạ, tại vì em là một người rất là hay xem thể thao. Và anh biết vì sao em thích xem thể thao. Đặc biệt là môn bóng đá hả em? Dạ đúng rồi, em thích bóng đá lắm. Nói chung là em rất là thích xem thể thao. Vậy thì bây giờ anh sẽ công bố các đáp án đây. Karate. Không ai chọn. Mời đáp án. Chính xác. Tức là những kỳ Thế vận hội trước không có. Không có, cho nên là bây giờ mới được gọi là môn thể thao mới có mặt tại Thế vận hội 2020 tại Nhật Bản. Tiếp theo, bóng ném là đáp án đúng hay sai? Xin mời. Đúng cái là nguyên đội đi về. Đáp án này là sai. Bóng ném không phải là một môn thể thao mới để có mặt trong cái mùa Thế vận hội năm nay. Còn lại Quyền Anh và Trượt ván chỉ có một đáp án đúng mà thôi. Vậy thì Quyền Anh hay Trượt ván? Xin mời. Quyền Anh là đáp án không chính xác. Yeah. Hóa ra là bạn ấy đã không đọc kỹ câu hỏi. Câu hỏi của chúng ta là thể thao mới xuất hiện. Còn Quyền Anh là đã có từ những kỳ Thế vận hội trước đó rồi. Cho nên đây là đáp án không chính xác. Còn trượt ván mới là cái môn thể thao mới sẽ xuất hiện trong mùa Thế vận hội năm nay. Chúc mừng các bạn, mời các em về chỗ. Trời ơi, chia tay một lúc hai thành viên luôn. Cũng đau đớn lắm đúng không? Đó. Nó nghe nè, tranh thủ cứu cứu em ra được không? Cô lên trong đây cô đơn quá. Cái mặt em hề quá luôn á. Thôi vui lên một lát chị sẽ cứu ra. Xin mời đội xinh đẹp. Rút kinh nghiệm của đội vừa rồi, cái trước tiên là mình phải đọc kỹ câu hỏi. Mời đáp án. Long An, Tây Ninh, Bến Tre, Cần Thơ. Các tỉnh miền Tây quen thuộc hết sức. Câu hỏi là gì? Tỉnh có làng nghề làm bánh tráng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bắt đầu. Yeah, Tây Ninh. Trời ơi, đội trưởng gì kỳ vậy? Chưa bàn bạc hết trơn trời. Hai đứa bán lại. Quen quen quen. Ờ gì thế? À, Tây Ninh. Long An, Long An, Long An, Long An. Vô vô vô. Long An, Long An, Long An, Long An. Rồi bé nó hy sinh rồi. Long An luôn. Không, em ở đây. Mọi người ở đây, mọi người ở đây. Ok ok. Nếu không chắc mình chia ra đi. Dùng hết rồi. Không cần. Đọc kỹ câu hỏi. Bến Tre chỉ có kẹo dừa thôi. Cần Thơ thì không biết có gì. Cần Thơ không có bánh tráng nha, người ta kêu bánh tráng Long An, bánh tráng Tây Ninh. Ok, đúng rồi, Ít Thiên, bánh tráng Cần Thơ. Yeah, yeah, yeah.
Anh sẽ công bố đáp án. Bến Tre không ai chọn nè. Chỗ này hợp hợp thiệt luôn á. Trời ơi, cái gì đây? Rớt xuống đi, rớt xuống đi, rớt xuống. Mình ra, mình trú rồi mình ra. Rớt à? Mình hy vọng để coi rớt nổi không? Rớt nổi. Đáp án này là đáp án. Đúng, đúng. Chính xác rồi, xong. Em có nghe qua bánh tráng Mỹ Lòng chưa? Mỹ Lòng. Làng bánh tráng Mỹ Lòng ở xã Mỹ Thạnh, Bến Tre được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2018. Còn lại Cần Thơ, Tây Ninh và Long An. Anh sẽ công bố đáp án. Cần Thơ cũng là cái chỗ mà không ai lựa chọn hết. Là đáp án không đúng. Vì là còn lại một còn một đáp án đúng, một đáp án sai. Tây Ninh và Long An. Mời đáp án từ chương trình. Anh ơi, có chết chết chưa? Trời, nó đẹp hơi lùi luôn á. Thôi, thôi, chính xác. Bánh tráng phơi xương. Bye bye Vy ơi, bye bye em. Bánh tráng phơi xương ở Tây Ninh được xem là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2015. Còn ở Long An thực ra vẫn có những cái làng nghề bánh tráng như là ở Nhân Hòa, nhưng mà nó chưa được công nhận mà thôi. Các em đã chọn đáp án chính xác, mang về cho đội của mình 6 triệu đồng. Mời các em về chỗ. Như vậy là đã qua 2 câu thì bây giờ mỗi đội còn lại 3 thành viên. Vẫn là ngang tài, ngang sức. Còn một câu cuối cùng của vòng 1 này, và câu này chắc chắn sẽ khó hơn 2 câu trước rất nhiều. Mời đội năng động. À, còn cái sắt ở đây nó có chuyện gì sẽ xảy ra? Một cái bị chai bóng. Còn lại có 3 cái thôi. Có nghĩa là 3 đáp án. Và chỉ có 1 đáp án đúng. Mời đáp án. Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi. Mời em xem câu hỏi. Vị tuyến 17 chạy qua địa phận tỉnh nào của nước ta? Bắt đầu. Quảng Trị. Quảng Trị. Quảng Trị. Em nghĩ Quảng Trị. Nếu không chắc mình có thể chia người ra. Qua Lào. Biết không? Chắc chắn Quảng Trị luôn. Có đúng rồi, chắc không? Chắc. Nếu không chắc mình chia ra nha. Nếu không là đi hết một nhóm luôn á. Em tin anh á. Bảo đảm. Ở đây các bạn đã quyết định đứng vào một chỗ, đó là Quảng Trị. Tại sao Triết em tin rằng đây là đáp án đúng? Tại vì em cũng có đọc qua rồi, nhưng em nhớ là Quảng Trị là chính xác 100% luôn. Em nhớ là chính xác 100%. Dạ em hỏi. Em đã hết niềm tin luôn á. Hai bạn gái là không biết, cho nên là nghe theo lời hướng dẫn của Triết, người đàn ông còn lại duy nhất của đội. Dạ chơi lớn anh. Chơi lớn luôn ha. Sai một cái thì cả ba người đi về. Và đội chúng ta sẽ tiến thẳng vào vòng đặc biệt. Chuẩn bị. Công bố đáp án. Quảng Nam. Quảng Nam. Đáp án đúng hay sai? Quảng Nam, Đà Nẵng. À, đây là đáp án sai. Bây giờ xác suất còn lại là 50-50. Quảng Trị và Quảng Ngãi. Đáp án nào đúng? Xin mời. Người đàn ông duy nhất của đội vẫn tin vào cái sự lựa chọn của mình, trong khi hai cô gái thì đang hoang mang. Chính xác. Yeah. Quảng Trị là đáp án chính xác. Mời các em đến đây với anh. Hên quá. Cái câu này quan trọng mà cũng khá liều lĩnh khi cả ba người quyết định đứng vào một chỗ nha. May là đúng. Mang về cho đội của mình 15 triệu đồng. Mời các em về chỗ. Xin mời đội xinh đẹp. Em thấy tâm trạng của em giờ làm sao?
Dạ em cũng tự tin và em cũng hơi vui. Hơi vui thôi hả? Dạ. Nãy giờ là anh thấy em không vui luôn chứ hơi vui gì? Dạ. Không biết là do em hồi hộp hay em sao á. Chắc có lẽ em hơi tập trung cho nên thể hiện như vậy chứ không okay. có gì hết. Tâm trạng của em là vui. Vui đúng không? Vui. Bây giờ hãy tiếp tục giữ cái tinh thần đó cho câu quan trọng này nha. Mời đáp án. Phần Lan, Nhật Bản, Trung Quốc. Câu hỏi. Trời ơi. Nhà vô địch của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 bắt đầu. À cái này chết rồi. Cứ bàn bạc với nhau. Cũng phân vân. Bây giờ mẹ vô Trung Quốc. Nếu không thì ba người chia ra. Trung Quốc không? Phần Lan. Có 25 vậy. Được. À, bây giờ phân vào đây đi. Anh em vào đây. Phần Lan. Okay, phần Lan sẽ chiếm ưu thế nhiều. Phần Lan là em 7%. Em cũng nghĩ là Phần Lan. Tại vì cái show này là đi. Em hát. Đi. Chia ra đi. Chia ra. Qua đây đi em. Chia ra. Đúng không ta? Phần hoa quốc tế Đài Phần Lan, Nhật Bản và Trung Quốc. Không ai chọn Trung Quốc. Cái show này là em hát, em nhớ mang máng là em có hát trong cái show này luôn. Dạ, nhưng mà em không có hát vào cái đêm chung kết. Trời. Nhưng mà em hát đêm bán kết thôi hả? Dạ, nhưng mà kiểu em cũng nhớ mang máng là Phần Lan hoặc là Nhật Bản. Cho nên là cứ phải chia ra đi cho nó an toàn. Đúng rồi. Dạ. Anh nghĩ là như vậy. Tại sao không chia ra người đứng ở Trung Quốc luôn? Tại vì trong đầu em vẫn cái này là 80% nè. Còn hai cái kia là 20-20. Cho nên em cứ nghĩ là thôi cứ phải bảo kê người nhiều hơn một chút thì sẽ tốt hơn. Cho nên là rồi. Em cứ hy vọng là cái này nó sẽ là đáp án đúng. Anh sẽ công bố đáp án Trung Quốc. Phù hợp nha. Đây là đáp án sai. Ali nhớ đúng đó. Tức là một trong hai nước mà em đang phân vân, tức là Phần Lan và Nhật Bản. Chị có coi chương trình này không? Có. Thì hên xui ha. Coi chừng chị thắng hai em chú. Mời đáp án của chương trình. Như vậy đáp án Phần Lan mới là đáp án chính xác. Ali đã có nhớ đó, nhưng mà bởi vì không chắc lắm cho nên là mình mới chia ra. Nó vẫn là cái gì lan lan bản bản gì đó cho nên là Phần An đó đúng không? Dạ. À, nhưng mà anh nghĩ cái cách mà chia người ra nó vẫn hợp lý, thế là mình giữ được cái sự an toàn cho đội của mình. Dạ. Lễ hội pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng năm 2019 với chủ đề Ra Khơi thì Phần Lan đã giành chiến thắng vô địch. Chúc mừng hai bạn với giải thưởng 10 triệu đồng. Đến đây.